Trấn Thành có động thái giữa ồn ào với trò cũ Duy Khương. Sau khi Duy Khương lên tiếng về những ồn ào trong suốt thời gian qua, Trấn Thành đã có những chia sẻ mới trên trang cá nhân. Những ngày vừa qua, khi Trấn Thành vướng vào ồn ào báo rạp, Duy Khương đã lập tức trở thành cái tên gây chú ý. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh liên tục có những dòng status đầy ẩn ý và được cư dân mạng cho rằng đang đá xéo người thầy cũ của mình. Sau nhiều thắc mắc từ khán giả, Duy Khương đã có chia sẻ chính thức về hành động của bản thân và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi Duy Khương lên tiếng, Trấn Thành bất ngờ có động thái mới. Thay vì đề cập về ồn ào với học trò cũ, nam MC chỉ chia sẻ những khoảnh khắc ghi lại cảnh khán giả tại Úc ngồi kín rạp để xem bộ phim Nhà Bà Nữ. Song song đó, Trấn Thành cũng cảm thấy biết ơn và gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ mình và cả đứa con tinh thần này. Còn nhớ vào năm 2016 khi tham gia một chương trình về hài, Duy Khương từng là một thành viên nổi trội trong đội của Trấn Thành. Đây cũng là lý do dân mạng gọi anh là học trò cũ của Trấn Thành. Với sự hoạt ngôn cùng nét diễn duyên dáng, cả hai được nhận xét có nhiều điểm khá giống nhau. Sau quá trình cố gắng, Duy Khương cũng đã trở thành quán quân của chương trình. Khi nhận được câu hỏi về hành động được cho là đá xéo Trấn Thành, nam diễn viên chia sẻ: "Có nhiều nguyên nhân để tôi làm điều đó và tôi không bao giờ thấy hối hận hay là lỡ dại. Bởi vì ở độ tuổi này không phải là già nhưng không quá trẻ để nói là em lỡ. Vậy nên tôi làm gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Và tất nhiên tôi không bao giờ có thái độ mặc kệ, cứ làm không quan tâm hậu quả nó như thế nào. Tôi nghĩ mọi người sau này sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao." Mối quan hệ giữa Duy Khương và Trấn Thành vẫn là chủ đề được bàn tán những ngày gần đây.